đến đây thì nghe tiếng suối rất rõ rồi kìa mọi người. Suối đang nằm trước mặt rồi kìa. Vậy là mình đã xuống đến chân rồi, chân suối rồi. Ở đây họ có làm mấy cái chỗ để cho mình có thể ngồi nghỉ này. Đi đợt này lại nhớ đợt trước bọn mình đi cuộc đua kỳ thú á. Vào trong rừng quốc gia khu đấy nó khá là ẩm ướt á mọi người, cho nên là vắt nhiều lắm. Kiểu là đợt đấy trong đoàn đi là quá trời các bạn bị vắt cắn luôn. Cậu béo cũng bị. Nhưng may sao đợt đấy mình lại không bị. Ở đây là khô ráo cho nên là ban nãy anh hướng dẫn có nói với mình đó là khu này sẽ không có sợ có vắt cắn. Em có thể là chịu đựng được đi thêm một quãng đường bao nhiêu nữa nè? Khuôn đường như lúc nãy là cũng được ạ. Trời ghê vậy. Mọi người vừa ngắm cảnh thì em nghĩ là chuyến đi rất thú vị. Ấy là chuyến đi cảm thấy là rất dài á mọi người, đi leo có 2 cây số mà đi dọc đường á là phải nào là quay rồi chụp. Đấy cho nên là nói chung là mình vừa đi mình vừa enjoy thôi chứ mình cũng không phải là mình đi vội vàng gì hết. Mọi người cảm thấy thoải mái đúng không? Nó đỡ mệt. Cô béo đang đứng xa xa là đang làm cái gì đấy. Đang tâm sự gì, Diêu đem đi mua đất giống đi mua đất nhỉ. Ôi cái gì đây? Ơ chỗ này là chỗ nấu ăn à? Ui đã à, khu này là khu barbecue bên bờ suối này mọi người. Đấy mình có thể là ngồi đây nướng thịt này. Rồi bây giờ sẽ đãi chiều món lươn nướng nha. Chồng mới thật đấy. Đây chờ ăn đi. Ngon 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 ngon. Wait a minute. Thật ra là đi mấy nơi này á là thích nhất là những cái hoạt động kiểu như thế này nè mọi người. Chứ không phải phòng ốc là mọi việc, nhưng mà họ sẽ có những cái gọi là những cái service kèm theo. Đây ở đây có rất nhiều hoạt động nha mọi người, cực kỳ nhiều hoạt động luôn. Thì hôm nay mình checking này. Xong mình còn được đi vào lớp nấu ăn, đi trồng rau, các thứ rất là nhiều hoạt động. Nên là chắc phải sẽ phải quay lại lần sau để có thể thưởng thức cái BBQ bên suối này. Ở đây có cái khe núi đẹp không này? Trong đấy là bí mật. Xong nữa mình sẽ vào đấy. Đây, bây giờ mình sẽ vào trong xem thử là có gì bên trong nhé. Ôi, ở đây nó sẽ có một cái hồ nước. Ôi, ở đây còn có thể có một spa nữa hả em? Này, họ có giường spa này. Và bây giờ mình sẽ ngồi chill ở đây. Cheers. Ở đây cảm giác chỉ có nghe tiếng nước chảy, tiếng suối thôi. Đủ đấy. Nó còn có gió nó luồn vào mấy cái khe núi này này. Nó mát. Mời mọi người chill cùng với cả Gấu và Triệu nhé. Rất là thích, Triệu thấy sao? Triệu thấy rất là thích. Tối qua là chị với Duyên vừa mới chiêu chiêu sương sương hết một chai. Bây giờ là mới tới trưa hả? Chắc là giờ này tầm trưa thôi đúng không? 12 giờ bây giờ em vừa trưa rồi. Là xong mình lại chiêu chiêu xong lát hồi lại hết thêm một chai nữa. Cái hồ này á là hồ nhân tạo. Vì sao họ xây lên. Nhưng mà nước á thì nó lại là dẫn từ nước suối ở ngoài kia vào kìa. Cho nên coi như là hồ thì hồ nhân tạo, nhưng nước vẫn là nước suối tự nhiên nha mọi người. Cũng rất là hay ho tại vì nó có nhiều các hoạt động đi kèm theo ấy. Tại vì mình đi như thế đó, nhưng mà kiểu là mọi người cứ đi một leo luôn như thế rồi xong đi tới nơi thì nó cũng không có nhiều sự bất ngờ lắm. Và mọi người cũng không có mục đích để trekking lắm. Nhưng mà nếu mình đi xong mình tới nơi mình thấy là mình khám phá được một cái gì đấy nó bất ngờ thì mình cũng vui hơn. Chỉ hơi tiếc một cái là bọn mình lại quên mang bikini thôi. Nếu không có bikini là lao xuống đây bơi ngay. Nước mát quá. Nó sẽ tròn vẹn luôn. Nhưng mà thôi, coi như là chắc là nó phải có một cái gì đấy tiếc nuối để mình có cớ để quay lại với mọi người. Còn hết ta hết chắc là phải lâu lắm mới quay lại nữa. Ban nãy mình đứng ở ngoài kia là xong đoàn mình là cứ bảo là Không, chị phải vào trong mới có bất ngờ. Kiểu là mình tới mình thấy cái hang động ở ngoài này là mình cũng đã thấy xinh, thấy đẹp rồi. Nhưng mà người không, chưa bất ngờ, chưa bắt đầu. Là phải vào trong mới thấy là ở trong này thật sự là nó giống như là một cái phần thưởng.
mình cảm giác nó như là một cái phần thưởng cho cái chuyến check in của mình đó. Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào trời tối hết chai. Bây giờ khoảng tầm 6 giờ chiều rồi. Hôm nay thì mình sẽ ăn tối ở khu vực cầu cảng này nè. Ủa? Chị mới tắm biển xong nè mọi người. Trời ơi, mới tắm biển xong khỏe khoắn quá. Bây giờ mình đói bụng rồi, mình phải đi ăn tối thôi. Ơ, bọn mình lại gặp nhau nữa rồi. Chị mới tắm về à? Sao tóc còn khô thế? Chị vừa mới trồi từ dưới biển lên đấy. Ờ, thật kỳ diệu, chị ăn đấy làm gì đấy? Đây, mình búp bàn ăn tối đây thôi. Không, vô tình của cậu cũng vừa mới búp bàn ăn ở đây xong. Nhưng mà chả hiểu sao búp một bàn người ăn thôi, nhưng mà người ta lại kê hai ghế. Phát đấy thôi, chỉ búp mấy người. Thế là chắc là resort họ thấy là hai đứa ngồi hai góc hơi tốn chỗ, thôi mình ngồi đây đi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? Hôm nay là bọn mình sẽ có một cái menu đồ Tây. Tại vì hôm qua là mình đã thử menu đồ Việt rồi, rất là ngon. Tại vì mình thích những cái kiểu mà nó thực phẩm nó tươi và nó ít gia vị như vậy. Thì hôm nay để mình sẽ thử qua menu đồ Tây để xem thử là nó có bị nhiều gia vị không, hay là nó vẫn rất là thanh đạm và kiểu rất là tinh tế như menu đồ Việt. Một lần. À, bây giờ mình sẽ đợi đồ ăn lên và chị sẽ khoe với mọi người là hôm nay mình sẽ ăn những gì nhé. Nói gì nói, hôm nay mình cảm thấy rất là happy. Không phải lúc nào bọn mình cũng chỉ ở những nơi đắt đỏ đâu. À, như khi đi du lịch những cái nơi mà nó như thế này, kiểu như thế này, thì mình sẽ rất là ưu tiên cái việc là mình nó được yên tĩnh tuyệt đối, được riêng tư. Nói chung là cái không khí khi mà mình ra một cái đảo nó tách biệt hoàn toàn với phố xá, nó rất là khác. Kiểu là đầu óc của mình nó không còn vướng bận nhiều ấy. Cho nên là khi mà thường là những cái dạng mà mình đi du lịch như thế này á, nó sẽ là nghỉ dưỡng nhiều. Đấy, nghỉ dưỡng là tại vì mình vừa có thể nghỉ ngơi, mình dưỡng sức, mình hồi sức được. Nhưng mà nói gì nói, nó không phải là chỉ nằm ở khách sạn và ngủ nghỉ ăn uống đâu nha. Như mọi người thấy là hôm nay chị với Duyên cũng có rất là nhiều hoạt động ngoài trời. Cho nên là đó là những cái mà mình thấy là mình đạt được khi mình chọn những cái nơi đi như vậy. Tại vì ở Sài Gòn thì mình sẽ không có cơ hội để mà mình có thể có được một cái không gian hoặc là nó yên tĩnh tuyệt đối như vậy, hoặc là mình có những cái hoạt động như mọi người thấy ngày hôm nay mà mình làm. Đấy. Cho nên là lâu lâu mình sẽ đi du lịch kiểu này, lúc khác mình lại đi trải nghiệm một cái kiểu khác, thì mỗi cái nó đều có cái hay riêng của nó cả. Mình sẽ ăn thử nốt món tráng miệng này. Quyết định là tối nay mình sẽ nghỉ ngơi sớm để mà mai mình có thể dậy sớm, mình xuống mình ăn sáng, mình enjoy nhiều hơn. Hôm nay là hơi gấp gáp. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Hôm nay mình sẽ đi lòng vòng để mình xem thử là nó có những cái trò gì hay ho ha. Hello đi. Hello. Cô bé đang làm gì đây? Ở đây tính chơi bóng bàn. Ăn sáng xong nó. Cô bé tự lại bóng bàn một mình à? Có thể chơi cùng cậu bé được không? Đây, mặt xạo lắm. Đây. Đi, mình chơi bóng bàn đi. Bây giờ bọn mình sẽ đấu thử vài ván. Thế thôi. Ui xa. Bốn một. Ba bóng nguy hiểm hơn. Chơi bóng bổng à? Mười bảy mươi.
bây giờ hiện tại sau khi nghỉ ngơi một lúc thì bọn mình sẽ đi câu cá tại bãi biển. Nhưng mà cái này lại không hợp. Trong hợp không mọi người? Chị thấy không hợp gì cả. Rồi phải cất vào đi. Thế là bọn mình sẽ xài chung một nón. Dù gì là bọn mình bây giờ đi câu cá, hai đứa cũng sẽ phải cầm theo hai cái ô. Tại vì ở ngoài đấy nó sẽ rất là nóng luôn á mọi người. Bây giờ trời vẫn còn nắng kia kìa. Nhưng mà nếu như mà mình không tranh thủ đi giờ này á, thì sợ lát nữa nó sẽ mình không thể tham dự được cái hoạt động tiếp theo. Cho nên là bây giờ mình quyết định là sẽ vừa câu cá và vừa phơi nắng. Khi nào nóng quá chị sẽ trốn vào cái ô. Còn trên tinh thần là mình vẫn phải ngồi phơi nắng, tại vì lâu lắm rồi mới được về biển. Đi thôi. Câu cá là mình rèn luyện tính kiên nhẫn đấy. Mình thấy mình cũng còn thiếu một ít. Cho nên là hôm nay chuyến này đi mình đã quyết định là chọn câu cá. Chứ giờ chưa bao giờ mình thử câu cá cả. Không biết là câu được cá hay không, nhưng ít nhất là mình sẽ phơi nắng được. Đã 5 phút trôi qua và vẫn không thấy một con cá nào cả. Cầm cái cần câu cũng mỏi phết đấy mọi người ạ. Đây mình tự cầm, bây giờ mình để giữ bằng chân rồi. Giỏi thế nha. Con cá đầu tiên trong từng câu được. Đoán xem chị Vy Duyên đã câu được bao nhiêu con. Khoe cho mọi người nha. Cá bé lắm mọi người ạ. Chắc là bằng một lông tay. Chắc phải đợi các em lớn. Chắc là lại cho các em về bơi biển. Anh sẽ giúp bọn mình thả cá về biển. Bye bye nha. Bye bye các em nha. Thật ra là lần đầu tiên mình thử câu cá, nhưng mà cảm giác rất là thích mọi người. Khi mình câu được một con cá, tự nhiên mình ngồi mình chờ lâu ấy là lâu, mà xong mình câu được một con cá mình thấy vui lắm mọi người ơi. Cho nên là chắc là mình về Sài Gòn mình cũng sẽ kiếm một cái nơi nào đấy mà có thể câu cá được. Mọi người nếu như mà biết cái khu nào mà câu cá hay ho thì có thể comment cho chị Hai ha. Đấy, cảm ơn anh nhiều. Hôm nay bọn em đã có một buổi đi câu rất là vui. Sáng mai chúng mình dạy câu tiếp không? Ừ, đang tính như thế đấy. Anh nhìn bạn anh rất sợ kìa. Anh nghe bọn mình đi câu nữa anh hơi sợ. Thôi anh lại cố gắng đi, vì bọn em cảm thấy là đi câu cá khá là vui. Thôi giải tán đi, về ăn uống nào. Và sau khi ăn tối xong thì bọn mình sẽ quyết định là chiêu chiêu một tí xíu cho đêm cuối cùng tại An Lam Retreat. Này, Phương Anh say hi. Tùng say hi. Hi. Đèn say hi. Cô béo say hi. Hi. Cheers. Good morning mọi người. Đây là buổi sáng cuối cùng mình ở lại An Lam rồi. Nay trời vừa mưa nên sàn ướt hết này mọi người. Ngày đầu tiên mình ăn sáng là ăn bánh canh đúng không? Rất là ngon. Ừ, hôm nay ăn bánh canh ngon nhở. Mong là hôm nay trước khi về mình được ăn lại một lần nữa. Và kết quả là hôm nay là bọn mình có món phở, không phải món bánh canh nha mọi người. Nó ăn bánh mì. Nó ăn bánh mì. Bánh mì quá. Hai đứa hẹn nhau là ngủ dậy sớm để đi câu cá từ sáng sớm. Mà dậy không nổi mà. Lát nữa ăn xong cho gấu ra đứng phơi nắng 5 phút. Nếu như mà gấu vẫn ok thì mình đi câu cá. Đi về chúng ta sẽ có gấu muộn nắng. Bị ghiền đi câu cá, hai đứa mình lại tiếp tục đi câu cá nè. Nhưng mà bây giờ mình đi câu sớm hơn một tí, trước 12 giờ thì nước nó vẫn rất là cao nè mọi người. Tuy là trời hơi nắng nhưng mà nó vẫn có gió cho nên là cũng dễ chịu.
Có nhiều cá không? Chưa, nó chưa thể đây đây. Ui ui. Ui nhiều không này chỗ này. Đâu? Này, kinh không? Ui. Mọi người có thấy không? Nhưng mà cá này là cá nhỏ. Không biết mọi người thấy được không ấy. Nguyên cả đàn cô. Trời. Say nắng quá mọi người ạ. Cứu tôi. Kết thúc buổi câu cá chắc là phải gần 2 tiếng không? Hơn. Hôm nay mình không câu được nhiều cá, nhưng bù lại là hôm nay chiều câu được một con rất to. Bây giờ bọn mình sẽ về nhà hàng và chế biến một bữa ăn trưa vào chính sức lao động. Thôi phải hơn 2 tiếng mới câu được một bé cá. Anh ơi. Ủa hay vậy? Em bắt được con này này. À vậy hả? Bây giờ mình nấu món gì đây? Anh gì tư vấn cho em đi. Cá này bây giờ làm gì ngon? Đầu nấu canh chua mình nướng rồi cái đuôi chắc lấy vàng nha. Dạ đúng rồi, chua chua nha. Chua chua cay cay đi. Được rồi. Và đây, món cá đã lên rồi. Kỹ còn cá to không? Bây giờ đầu tiên chị sẽ nếm thử. Ừ. Rồi. Nó vị nhà nấu luôn á. Cá mình câu được ngon quá. Mềm, ngọt, thơm, tươi. Có mùi vị của mồ hôi nước mắt không? 10 điểm rưỡi. Biển lần cuối vì bây giờ đã hết thời gian rồi, bây giờ mình phải về nhà gói hành lý để mà check out đi về lại Sài Gòn. Thôi chứ, chuyến đi đợt này là 3 đêm 4 ngày nhưng mà cảm giác là mình được nghỉ ngơi rất là nhiều, được làm rất là nhiều việc mình thích, cho nên là cảm thấy là được hồi phục rất là nhiều năng lượng. Và hiện tại là mình đã xong xuôi hết hành lý để chuẩn bị sẵn sàng quay trở về với Sài Gòn thân yêu. Vậy là mình kết thúc cái chuyến đi nghỉ dưỡng tại An Lâm Retreat gồm 3 đêm 4 ngày rồi. Và trong tất cả những cái hoạt động mà Triệu có tại An Lâm, mọi người thích hoạt động nào thì có thể comment cho Triệu biết nha. Hy vọng là mọi người đã có cơ hội để cùng trải nghiệm cái chuyến đi này cùng Triệu một cách cảm xúc nhất. Và cây view cho Triệu thật là nhiều để mình có thêm được nhiều chuyến đi sắp tới trong tương lai nữa nha. Like, share và subscribe cho mình Triệu Official. Hẹn gặp lại mọi người vào những chuyến đi tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.